Nam á điên điên khùng khùng, lúc nào cũng đưa dịu âm mà tôi không biết dịu âm là con nhỏ nào. Như ở Việt Nam á điên điên khùng khùng, lúc nào cũng đưa dịu âm mà tôi không biết dịu âm là con nhỏ nào. Cứ đưa ra dịu âm là cái gì không biết nữa. Đó, cái Phật mà cứ Bồ Tát cứ đưa dịu âm có hay ho, có cái tên có đẹp gì đâu, cứ lấy cái tên dịu âm, tôi ghét nhất là cái tên dịu âm. Cái pháp môn dịu âm là gì? Đúng với chính pháp không? Dạ xin thưa, cái chữ diệu âm á mà sau này một số vị tu tịnh độ vẫn lấy làm cái pháp danh cho đệ tử của mình là chữ diệu âm. Nhưng xin thưa, diệu âm là một vị Bồ Tát được trình bày trong cái phẩm thứ 24, phẩm diệu âm quyển thứ 7 của Kinh Pháp Hoa. Vị diệu âm Bồ Tát này á là có được cái thần lực, có được cái năng lực vĩ đại. Bởi vì đời trước Ngài đã cúng dường cho Đức Phật rất là nhiều, và Ngài đã tu được một cái định gọi là tam muội á, đó là hiện nhất thiết sắc thân. Tức là sắc thân của Ngài, Ngài hiện khắp tất cả mọi nơi để mà cứu độ chúng sinh. Thì đây là vị diệu âm Bồ Tát được trình bày trong Kinh Pháp Hoa. Và xin thưa, cái chữ diệu âm còn được hiểu đó, đó là cái âm thanh vi diệu. Mà cái âm thanh vi diệu này là âm thanh của ai? Dạ thưa, âm thanh vi diệu của mỗi chúng sinh. Cái chữ diệu âm là cái âm thanh vi diệu của mỗi chúng sinh. Tức là gì? Tức là cái Phật tính của mỗi chúng sinh. Khi mà tu diệu âm, tức là thay vì lắng nghe cái tiếng bên ngoài thì quay trở lại lắng nghe cái âm thanh vi diệu của cõi lòng. Mà âm thanh vi diệu của cõi lòng đó là âm thanh của sự giác ngộ. Mà âm thanh của sự giác ngộ là âm thanh đó được bỏ qua cái tham, cái sân và cái si. Cho nên người nào tu đạt được cái hiện nhất thiết sắc thân, cái tâm muội của Bồ Tát Diệu Âm, đó là người đó cõi lòng không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn đố kỵ, không còn ganh hờn, không còn chấp trước. Thì đó mới là Diệu Âm. Thì cái pháp môn Diệu Âm đó thì hầu như trong Phật giáo chúng ta không nghe đến, mà chỉ có hình ảnh Bồ Tát Diệu Âm được xuất hiện trong Kinh Pháp Hoa. Thế gian này chưa có Bồ Tát, chưa có Phật nào ra đời cả, là nó điên nó bậy. Yeah. Bồ Tát ai công nhận? Thầy có phép biến quá chưa? Mà thầy có làm gì cả hay chưa? Thầy có bay lên trời rớt xuống đất hay thầy làm gì hơn người đâu? Yeah. Thầy phải hơn người, và thế gian làm không được, khoa học làm không được, mà thầy làm được mới công nhận. Đây là một sự khủng hoảng về niềm tin, phải nói như thế. Đối với người Phật tử đây là khủng hoảng về niềm tin. Tức là gì? Tức là cái niềm tin của mình nó không sâu sắc. Cái niềm tin đối với Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng của mình nó không sâu sắc. Và khi cái niềm tin nó không sâu sắc thì mình gặp một cái đối tượng nào đó mà nghe nó thần diệu một tí, nghe nó là lạ một tí thì mình lại tin theo. Mình dễ dàng tin theo một cái điều lạ nào đấy. Thì tôi và sư thì vốn không quen biết. Tôi và sư cũng không thù địch, mà sư cũng chẳng lấy gì của tôi, mà tôi cũng chẳng lấy gì của sư. Nhưng mà xin thưa, sở dĩ tôi phải nói, bởi vì sư mang hình tướng của người xuất gia Phật giáo, mà cái việc bảo vệ Phật giáo đó chính là cái tư tưởng và tinh thần của người xuất gia chúng tôi. Cho nên chúng tôi phải nói. Dẫu biết rằng nói ra sư không thương, mà nói ra sư ghét. Và xin thưa, sư thương thì tôi cũng ba bữa, mà sư không thương thì tôi cũng ba bữa. Vậy thôi. Dạ. Cho nên là xin thưa với sư là sư cho tôi được trình bày thẳng thắn. Sau đó sư tôn xưng mình lên làm minh sư, rồi sư qua Campuchia truyền đạo. Thì đó là sơ lược về tiểu sử của sư. Và trong tiểu sử của sư á, trên cái trang mạng của sư thì chúng tôi vào á thì hoàn toàn không thấy nó là sư xuất gia với hòa thượng, với thượng tọa, với đại đức nào. Và cũng chẳng nói là sư thọ giới ở giới đàn nào, và ai là người truyền giới cho sư, hoàn toàn không có. Thì như vậy là sư tự cạo đầu, tự đắp y, tự tôn xưng. Do đó đưa ra một kết luận cuối cùng, sư không phải là tu sĩ Phật giáo. Tí nữa mình em có chay nha thầy. Thầy em bao giờ ăn chay, không có rượu. Thầy chay để dành cho mấy con chó nghe. Đừng nóng đi nha. Thịt chay để dành cho mấy con chó nghe. Đừng nóng đi nha. Ngon quá bà con ơi. Tí nữa mình ăn bánh chay nha thầy. Thầy không bao giờ ăn chay, đừng có rượu.
thịt chay để dành cho mấy con chó nè, đừng nóng đi nha. Thì giờ mình không ăn, mình chịu cho chó ăn chứ lẽ về sao không? Ngự mắt này cho chó ăn. Thầy nói cái câu là đồ ăn chay là phải dành cho chó ăn. Không, thầy chưa nói đó, bị đặt mấy cái hàng phóng viên với mấy tụi con quay ghép vô tự nói vô. Chứ thầy không có nói. Không có clip luôn đó là. Không. Còn nhiều khi cái đó thầy đang ăn mặn mà đưa đồ chay thì giờ có con chó đó, thầy nói lấy đồ chay này cho chó ăn. Còn giờ ví dụ như thầy ăn xương xong thầy dục thì nói này lấy xương này cho chó ăn. Thì cái chuyện đó nói bình thường có gì đâu tức. Phải không? Bây giờ hỏi giờ mình đang ăn chay đi mà đưa cục thịt thì mình nói sao? Thịt này cho chó ăn cái mình tức, hỏi nó tụi tao ăn thịt là mày tức sao? Còn giờ tự nhiên ta đang ăn thịt cá mày cho ăn chay, tao nói điều chay này tao không ăn thì tao có quyền cho nói cho chó ăn cầm như tức. Thì tao không cho người không ăn thì cho chó ăn, cho gà ăn, cho vịt ăn. Giống như cơm nước mình ăn dư mình cũng nói cơm đổ cho gà ăn cái mình hô tức hả? Hả? Tức lẫn nhắc. Mấy thằng con á nó mới khùng đi. Nên là giờ nhân quả chỉ cần khởi một tâm muốn quýnh ta thì tao quýnh lại, muốn giết ta ta sẽ giết lại cái đó. Thầy không bình dược mà thầy sẽ nhắm mắt lại cho làm gì là sao hãy có ông sư là không bao giờ cứu người cái loại là phạm phạm hết được. Ai phá nhà con đi rồi con chăng? Thầy có nguồn tin là nói là thầy không phải tự rời Campuchia mà thực chất là bên Campuchia đuổi thầy, thì không biết cái lời nói như thế. Thì họ nói bậy. Thầy là chùa phó chủ tịch với thầy là chủ trì, người ta còn thầy như vua sải mà đi đâu người ta phải đón tiếp rõ ràng. Cái làm gì còn thầy về nước là tại vì thầy muốn về nước. Giờ thầy muốn Campuchia mở cửa thầy qua giờ nào cũng được. Giờ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thầy là chủ trì chùa Phước Thiên và cũng là phó chủ tịch thứ nhất của giáo hội Phật giáo Ma Ha Viên tại Vương quốc Campuchia. Namo Tassa Veka Veto Arahato Samma Sambuddhassa. Som Ak Namo Tani. Thôi thì chúc quý Phật tử mình khỏe. Nhưng mà nó có cái câu chuyện này, hiện nay bây giờ cũng nhiều quý Phật tử cũng thắc mắc về cái ông Tâm Phúc này. Thầy cũng muốn nói lên cái sự mà rõ ràng để cho Phật tử nắm A Di Đà Phật. Thì nó có như vậy nè. Trước kia đó thì ông Tâm Phúc này đó, ông là đi theo một cái thượng tọa Tiền Tứ ở chùa Huyền Trang, gọi là chùa Lá ở Nhà Bè đó, cũng lên đây phát gạo. Chứ thầy cũng thật ra là cũng không biết cái ông này là ai, mà thấy ông cũng đầu tiên là thấy ông lăng xăng quá, ông thấy cũng lạ lạ. Như là Phật. Cái tiếp thì thấy thầy Tâm Phúc cũng ăn mặc bộ đồ có gọi là tỳ kheo. Tỳ kheo gọi là cụ túc giới đó. Đó là bây giờ gọi là đại đức đó. Nhưng mà thật sự ra đó thì biết qua đó thì cái thầy này do chùa Hoằng Pháp thượng tọa chân tính nói là cái thầy này chỉ có mới là tam quy ngũ giới, quy y tam bảo mà chưa có cái giới pháp mà tỳ kheo gọi là cụ túc. Cho nên là ông này ông tự là ông mặc đồ ông xưng vậy chứ ông cũng chưa có đủ cái đức hạnh. Nhưng mà cũng thấy tội nghiệp ông, là chắc có lẽ là ông này ông không biết làm sao mà ông xưng danh, ông làm này làm kia, rồi ông ăn uống, ông ăn thịt chó thịt mèo rồi cái gì, rồi ông để là bản thì nhận thịt sống gì, thấy trên mạng thấy cũng là tùm lum hết á. Thành ra là thấy thầy cũng rất là sợ bị lây. Thành ra là sao cái ổng có lợi chùa thầy nó không có được, bị gì chánh quyền ở đây nó cũng khó. Thôi bây giờ ổng muốn đi ngủ khách sạn đâu thì để cho thầy trả tiền cho đó. Rồi cuối cùng không có nhận ổng, ổng mới lên Phnom Penh gọi là Nam Giang đó. Ổng mới là ổng mới len lỏi, ổng mới gặp thầy chủ tịch gọi là hội trưởng nó hội Phật giáo Ma Viên.
ổng nói ổng muốn ở lại Campuchia này tu, xin cho ổng có một miếng giấy đó, thì thầy thấy cũng, thầy hộ trưởng cũng thấy tội cho ổng miếng giấy, chứ thật ra là ổng không có làm gì hết đó. Ổng xưng là ổng có chủ tịch, rồi ổng chánh văn phòng, thư ký gì tùm lum hết á, nhưng mà nó không có đúng cái chuyện như vậy đó. Giờ ổng đi đâu ổng cũng làm phiền phức Phật tử hết á, cho nên là cũng quý Phật tử cũng nắm rõ A Di Đà Phật, ổng không có cái gì ở Phật giáo Ma Duyên này. Ổng lên len lỏi ở Dũng Xà Năng, có cái chùa ở trên mà gọi là Vạn An đó, là Phung Xà Năng đó. Ổng lên len lỏi đó, rồi ổng muốn vô ở cái chùa đó, cái rồi ổng cũng xưng bá xưng hùng, nói bậy nói bạ, cái ban hộ tự nó kêu cái công an Campuchia, kêu công an Campuchia đó là nó rồi rượt đuổi ổng, mới chạy về đó chứ. Nó rồi nó đâu có sự thật gì ở trên này đâu. Hay qua cũng được luôn, dù có quà virus thầy vẫn về được, nhưng mà về rồi phải về ở bên bển luôn, rồi khi nào về trở lại Việt Nam thì phải cách ly 14 ngày theo quy định của nhà nước. Còn thầy là vua với thầy là chùa ông bển, không cho thầy về, không lẽ thầy bỏ giống như chùa thầy ở đây, không lẽ thầy không về nước. Chùa này của chùa thầy luôn, của thầy mới về chứ không phải chùa của ai. Chùa của thầy thầy đóng cửa gần 100 năm, thầy đi nhưng mà thầy có gỡ gắm vẫn còn của thầy. Còn thầy đi mà không gỡ gắm thì người lạ họ vô ở đậu mình đuổi họ không đi, nhưng mà có quyền là mình về mình kiện là ở vô nhà mình, ví dụ vậy. Thì chùa mình ở giờ chùa thầy không cần vô giáo hội, chùa này không cần vô giáo hội mà cũng không cần làm giấy tờ gì, vẫn chùa của thầy, không ai có quyền đuổi thầy. Giờ bà cô có nhà nước cũng có quyền, nhân dân cũng có quyền, thấy không? Giống như nhà mình mua đất của mình, mua rồi của phủ mình chứ của ai. Nên là giờ những người nào khởi tâm ác thì sẽ nhân quả ngay tại chỗ, mạng đền mạng. Còn hỏi quýnh thì người ta quýnh, mà chữ thì người ta chữ lại. Cái đó là theo phép tắc nhà Phật, là thêm đúng là nhân quả. Tại vì nó muốn chứ giờ...